chúng ta sẽ bán ở 11,3. Mục tiêu là 0906, comment 0906 thôi nào. 0906 thôi nào. Comment 0906 thôi nào. Đây, hiệp số 1 là đã mua rồi, bây giờ chúng ta sẽ bán ở các trạng thái 10, 11, 13. Mục tiêu là 0906. Chiều nay làm mớ rồi, hiệp 1 mớ rồi. Nay anh em nhìn trong nhóm sẽ thấy được cái tổng kết. Ai theo dõi livestream sáng nay chiều nay à? Bây giờ chúng ta vào phiên Mỹ. Phiên Mỹ cho chúng ta một cái kịch bản hôm nay là rút nhé. Đây có cái tỷ lệ của đạp rút hôm nay, đây chúng ta sẽ bán là 13. Chín không sáu. Chương trình được tài trợ bởi Erante. Hiệp số 1 là chúng ta dồn 09 tiếp luôn đúng không? Đây rất cao, nó đẩy vào các nhóm này. Tối nay đánh trực tiếp vào bán tại 10, 11, 13 xong sao. Và xem lại. Mười ba triệu bạn. Nay tôi có đẩy một số video nói về AI ấy, trên Udemy đấy, chờ duyệt cho anh em vào học cái đấy. Đây giúp cho phễu tìm kiếm khách hàng rất tốt. Like, like, like nhé. Cho tôi một đường like cho lên 2.000 like đi nào. Em like qua camera điện thoại đúng không? Xung lực của H1 đây. À, mạnh. Sau đó là 8:30 có một cái sự hồi. Điều hồi để bắt đúng không? Đang bán là trạng thái là 13. 11. Cũng nhiều người bán đúng không? Nhiều người bán các vùng 18, 19. Vậy là chúng ta mắc 4 giá, chúng ta sẽ có được 16 để bán, 19 để bán xong sao. Nào comment số 16, 19 xem nào. 16, 19 luôn. Chọn margin. Chúng ta comment 1109 nào, 1109 nào, comment 1109. Đừng quên Udemy nhé. Udemy. Đây là
tùy của đấy chứ. Các bài cũng đẩy lên đề mì đấy, tập vui cũng đề mì. Mười một không chín không sáu, như vậy là H1 của chúng ta đang có một cái xung lực now trading, cây nến đẩy xuống, không giữ giá ở các vùng là mời giá trong điều số 9 đấy mà chúng ta đã học. Do vậy tôi vẫn theo cái now trading như nó là các trạng thái của 09 06 được hình thành. Như các bạn đã biết ấy, nếu ai đã theo dõi live stream trực tiếp các bạn sẽ nhìn thấy có vùng 11 rồi, là giá đi về đường giữa của Bollinger Band và tìm vào đường giữa của đám mây, có đúng không? Nào, giá đi về đường giữa, dải giữa của đám mây có đúng không? Giá thường xuyên có đi vào dải giữa của đám mây có đúng không? Đám mây Ichi đấy. Có đúng không nhỉ? Giá đấy. Thế bây giờ tôi nói về cái vấn đề kỹ thuật của đám mây Ichimoku. Đúng không? Các đường viền của đám mây như mức cản hỗ trợ tạm thời của giá. Nó luôn tìm về đám mây ở các vùng giữa của đám mây. Vậy chúng ta căn ke đám mây nó sẽ dịch chuyển. Đám mây mỏng nó sẽ có những cái sự biến động xảy ra. Vậy cô đặt vào đám mây dày nó sẽ xung lực, nó sẽ đi ngang nhiều cho đến khi độ mở của Bollinger Band. Do vậy người ta thường dùng đám mây với Bollinger Band để kết hợp. Sau đó xung lực ADX là các vùng 23 tiếp cận vùng 35. RSI vẫn trung tính là đi lên, các trạng thái của đi lên, tuy nhiên là như nó là trong nào trading chúng ta thấy được cái sự điều chỉnh của nó. Điểm nó có giá là điểm điểm xuống. Các cái live stream coaching trực tiếp vẫn được duy trì, hy vọng các bạn sẽ học được cái gì đó. Đường viền của đám mây như một mức cản hỗ trợ tạm thời. Nào cho chúng ta comment số 11 đi, còn 11 phút nữa để chúng ta vào điểm nổ của giá vùng 9 giờ. Nào. Số 11. Mục tiêu của chúng ta vẫn là 1109, số 11 trong điểm bùng nổ. Comment 1109, 1109, 1109. Điểm tiếp cận của chúng ta là 11, bây giờ 12.25. Đám mây dày, giá tìm về đường giữa của mây. Bollinger mở ra độ hẹp bùng nó bùng lên. Chúng ta có mốc chốt chốt của 11 09 06. Sau đó chúng ta đổi cảnh trong trạng thái 9 giờ. Chương trình được tài trợ bởi LNT. Quên Udemy, nay có đẩy Udemy lên. Về 3.64, đấy là nó trồi lên to. Sáu vào. Chào, xin chào. Kiểm soát margin cho vòng 4 năm giá để CA 16 ta lại vào. Hello anh em. Comment cho tôi số 8 nhé để chuyển sang cạnh 9 giờ xem sao.
liệu vùng giá này là có phải là giá điều chỉnh không? Quay điểm nổ của giá. Tôi rất là cố gắng. Trong cái quá trình xem xét điểm bùng nổ, cái cảnh chúng ta sẽ thấy 8, comment số 8 đến số 8, số 8. Các vùng 16 chúng ta đan vào điểm nổ của 9 giờ sức hồi. Anh em comment số 7, số 7, số 7. Đừng quên bộ lá tarot trading nhé. Anh em nào chưa có bộ tarot trading thì cũng tham gia xem đúng không? Suốt đúng không? Suốt. Có quá nhiều người đi theo đám đông, hãy tách biệt và đi theo ngược đám đông ra sao. Lá số 23 suốt. Mật ngữ hãy xác định được hướng chuyển động của thị trường. Không rõ chẵn nữa. Sáu phút nữa. Các bạn sẽ thấy được cái môi trường trading nó là bất bất bại và nó liên tục. Còn nếu bạn SL thì hôm nay bạn có thể SL, ngày mai bạn có thể TP. Nhưng tổng chung các bạn sẽ thấy sự mất mát khủng khiếp. Có đúng không? Hôm qua chúng ta đã tâm sự về cái vấn đề đó rồi. Có đúng không? Hôm nay vừa có người nói là SL 20 là nó SL rồi. Đó. Và một người là bán ở 16. SL 20 cũng là SL rồi. Một số người bán ở 10, 12 là cũng SL rồi, bởi vì chu kỳ nó là xuống mà. Cho nên là SL nó quét như này, nó quét hết. Đây là như trong nhóm anh bao SL hết. Và nhiều người bảo bán ở vùng 18 là không có điểm vào luôn. Vừa bán 18 cái là nó SL luôn. Đã phải chờ bán cũng bị toát, nếu không có để xuyên. Có đúng không? Nên cái thứ tư duy của chúng ta là phải hiểu là coaching ấy, nó đưa cho chúng ta những cái giải lệnh, các vùng lệnh, các biên độ cá nhân. Vấn đề biên độ cá nhân, đúng không? Biên độ của ông thầy là phản rất to thì ông bán, đúng không? Đúng rồi. Cho nên nếu các bạn đã rơi vào cái vòng xoáy của trading, các bạn sẽ được ép vào rất rất nhiều nhóm. Các bạn sẽ thấy được và từ đây các bạn sẽ đọc vị được các cái chiến lược của mỗi người. Mỗi cá nhân, mỗi nhóm, các bạn có đọc được vị không? Có đọc được không ạ? Ví dụ bây giờ nhìn con bé nó đánh, nó bảo đây là anh ơi, anh vào anh bán ở vùng hạ 23, 13 chẳng hạn thế. SL như này, thì bây giờ đọc được vị không? Có đọc được vị không? Đúng rồi, TP sinh ra để trượt. SL sinh ra, rồi tiêu diệt cái đó. Có đúng không? Bây giờ các bạn hôm qua, sau cái livestream hôm qua tôi đã code cho các bạn đọc được vị của người nào chưa? Đọc được vị trading, đọc được vị khẩu vị của một chuyên gia nào đó chưa? Có đọc được không? Đọc được không? Bây giờ ví dụ gặp một cái thằng như thằng Putin kia này,
nó bảo em đánh như này nó đọc luôn mày đánh như nào luôn. Bây giờ ví dụ đương mà đánh như nào xong anh hỏi em mấy câu, hỏi em đánh đi tối nay em đánh như nào, cho em bảo đợi em kẻ vẽ, đợi em có chiến lược thì anh đọc luôn cái cách em đánh luôn, có đọc được không? Rồi chúng mày sẽ giỏi hết, có đọc được không? Ừ. Có thằng đánh swing, đánh dài hạn, đánh ngắn hạn, đánh scap đúng không? Bật chấm hết, đánh scap đúng không? Đánh tất tần tật đúng không? Đọc được vị nó không? Ừ. Anh em comment đi, hay là hay lại tắt như là gà mắc tóc đấy. Bây giờ phỏng vấn một người đánh đúng không? Ông mày đánh theo gì? Bollinger Bull hay Ichimoku? Hay là đánh theo ADX hay đánh LRSI hay đánh theo Scap? Đánh mẹ sở chim đi, đánh Scap làm đéo đúng không? Có đọc được vị không? Nào đâu rồi, ông siêu huynh, ông có đọc được không? Để gặp một thằng đánh nó sẽ trò chuyện với nó, em có đọc được vị nó không? Bởi vì thị trường nó có thế thôi, cái màn hình nó có thế thôi, cùng ăn cắp ở trên mạng này, phương pháp đánh đúng không, cùng ăn cắp thôi. Nhưng vấn đề cái hành của nó, cái thực chiến của nó có đọc được không? Đâu rồi, comment đi. Và bây giờ thằng sư huynh kia vào đánh nào, nói bàn với ông già phát ông đọc luôn mày luôn, mày đánh kiểu gì luôn. Và đương kia hậu đánh kiểu gì đọc luôn đúng không? Ví dụ như đấy là cái cách để mà bình luận đấy, có đọc được không? Ví dụ bây giờ ngày xưa Putin đánh kiểu gì đúng không, sau khi ngồi bàn bàn luận uống cà phê với nhau, thế bảo bây giờ nếu mà giả sử mày có tài khoản mày đánh chơi đinh, thế bây giờ tao hỏi mày mày đánh kiểu gì đúng không, thế sao mày kẻ vẽ mày ở đây là như này này, EMACD là trung trung tính đúng không, RSI phân kỳ hội tụ đúng không, điểm nổ của RSI cao đúng không, mô đỉnh bán đáy này, xong Bollinger Band các thứ này đúng không, sau đó có điểm vào điểm SL xong điểm TP, đọc mẹ luôn, có đọc được không? Nhìn phát nó biết là đọc. Thế nói như thế có phải mình giỏi không? À, bây giờ sau khi mình nói mình đọc được luôn, ok ông nhìn đọc được, thế sau đó nói như thế thì mình có phải là giỏi không? À, mình có phải là giỏi không? Bây giờ trả lời đi. Ừ, quá mua vượt bán nhồi nhão ở đầu đâu. Thế thì khi đọc như thế thì mình có phải mua, mình có phải là giỏi không? Nào, mình có phải là thằng giỏi không? À, sau khi đọc ấy, đúng rồi, mình không phải là thằng giỏi ấy, mà mình biết được nương cảnh và mình phân biệt cảnh của nó đúng không, mình thì cũng đéo giỏi đâu, vấn đề là mình nương vào cảnh và cảnh thị trường nó nhồi kiểu gì, nó phân bổ kiểu gì và mình nhồi vào theo cái trạng thái như nào, và đặc biệt mình phân tích là nó ở dạng là như đoán là hay như nó là đúng không, đúng không? Mình không giỏi, mình hạ cái tôi xuống, cúi mặt xuống. Nhưng mình luận cho nó là như đoán là hay như nó là, mình đã khác mẹ rồi. 16 vào đi. Đúng không ạ? 16 vào nha. Có đúng không? Mình sẽ đọc nó luôn là gì ạ? Biết để phân biệt, biết để ngộ. Đúng không? Nghĩa là gì? Nghĩa là mày ở trạng thái như đoán là hay như nó là đúng không? Đấy, coaching nó là cái đấy. Thế bây giờ đưa tiền cho một thằng như đoán là thì có được không? Nào, bây giờ mình nói đưa tiền một thằng như nó là có được không? Vậy thì cách làm như này nhé. Bây giờ xem vào MQL5 ấy, có những thằng giỏi nhất là anh copy trade đấy. Nó ăn hàng nghìn 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 phần trăm đấy. Mình mà copy theo nó đấy. Thế tại sao nó vẫn ăn mà mình lại cháy ngã mất rồi? Ấy, nó lại thế thôi. Cho nên bọn nó đang hành như nó là đấy, nhưng mình bị áp dụng bởi như đoán là. Không nào? SL20 TP thì hôm nay nó quét hết là nhiều cái à. Mình không view kiểu đấy, mình đang tập trung vào cái việc của mình. Hôm nay mình đã ăn buổi sáng này, buổi chiều này, buổi tối này. Đây là hiệp số 3 rồi. Hiệp số 3 của chúng ta bây giờ đang tập trung vào việc như nó là của trạng thái 16, 19 chúng ta bán. Đúng không? 16, 19 chúng ta bán.
không ạ? Thế thì các trạng thái đấy để làm gì? Để phân biệt cái gì nào? À, hôm nay có một khách hàng và một cái người người ta nói là thế nhỡ tí âm thì sao? Đúng không ạ? Cái câu hỏi này nhỡ tí âm thì sao? Cái ông già đánh này thế nhỡ tí âm thì sao đúng không? Thì câu trả lời đúng là gì? SEO 13, 14, L20 thế là hỏng luôn. Đúng không? Thế là khách hàng là gì ạ? Âm thì sao? Khách hàng hỏi khách hàng sợ bảo âm thì sao? Đúng không? Khách hàng lại hỏi là thế nhỡ tí thì sao? Đúng không? Rồi khách hàng bảo thế nhỡ tí nó chạy một phát thì sao? Đấy, ví dụ. Đây là những câu hỏi là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải luận vào cảnh của chúng ta. Thế thì mình phải trả lời là âm bao nhiêu, trạng thái là trạng thái margin là bao nhiêu, trạng thái của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta có sợ hãi hay không khi chúng ta mắc lệnh. Bởi vì chúng ta không có la bàn, chúng ta giữa biển khơi chúng ta không có la bàn. Thế thì thấy là mênh mông, là biển mênh mông nhường nào. Nhưng khi chúng ta đã có được cái tư duy, chúng ta có được cái mỏ neo hay chúng ta có một cái la bàn là dù nó có mênh mông đến bao nhiêu nữa chúng ta cũng biết mình đang ở đâu, tức là đánh tín hiệu cấp cứu là còn biết được cái tọa độ đấy nó ở đâu, có đúng không, có đúng không nào? Đây cái đàn lệnh này bán là 10 này, đúng không ạ, 16 này, tức là tổng ở đây là 10 này, 16 này, đúng không ạ, tức là 6 giá này đấy, chu kỳ số 1 đấy, chu kỳ một à hiệp một đã đậm đà ăn to rồi, bây giờ hiệp 2 giả sử có tèo ấy thì nếu mà cắt đấy cũng không bao giờ sợ, ví dụ như đấy, giả sử là trạng thái cắt đấy. Thế bây giờ tôi hỏi là trong trường hợp mà nó mà mênh mông như biển cả nó không có la bàn, vậy la bàn của mình là cái gì, la bàn của mình là cái gì, vậy la bàn của mình là cái gì, la bàn của mình là SL à? Nào la bàn của mình là cái gì, la bàn của mình là cái gì, để xe có thằng nào không để xe đâu, la bàn của mình là cái gì, là thằng nào được có margin, la bàn của mình là gì, la bàn của mình là gì, không một ba sáu chín là la bàn rồi, à là điểm điểm đề xe rồi, la bàn của mình là gì, tại sao lại khẳng định được không thể toát được, la bàn của mình là gì, cái đấy nó như nó là cái đúng rồi, la bàn của mình là khung giờ chẵn đúng không ạ, trong khung giờ chẵn ấy, trong khung giờ chẵn ấy nó sẽ chứa một điểm bùng nhỏ nha, nó sẽ chứa 1369 bởi vì khung giờ chẵn nó sẽ đẻ ra điểm bùng nổ, nó đẻ ra như nó là nó đẻ ra cảnh, nó đẻ ra 01369, nó đẻ ra margin, nó đẻ ra DC, nó đẻ ra đủ các thứ trò, do vậy là comment khung giờ chẵn đi, bởi vì tất cả các sự kiện của chúng ta đều vào khung giờ chẵn, có đúng không, bây giờ nhìn lại ngày sinh tháng đẻ của chúng mày, khi xem bói chúng mày sẽ xem vào giờ nào, bố mẹ bảo giờ đẻ mấy giờ, bố mẹ có giờ đẻ là 9 giờ 11 phút không, hay là bố mẹ bảo đi xem bói là bảo là 9 giờ 14 phút không? Có không? Có không nhỉ? Đúng không? Rồi. Rồi chúng mày xem tiếp là các bài phát biểu của các ông to có giờ nó vào, nó phát biểu vào lúc 11 giờ 03 không? Hay là 11 giờ 56 phút không? À, có bao giờ nó đẻ ra trong cái vùng đấy không? À, có không nhỉ? Rồi mấu chốt cốt lõi ông già ngồi đây đó là khung giờ chẵn. Bây giờ bố mẹ đẻ xem bói hỏi bố mẹ sinh con vào ngày nào, giờ nào đúng không? Có giờ nói vào đúng không? Đúng rồi. Đây ông có ông thầy bói kia là ông chứng thực rồi. Rồi. Rồi tất cả những sự kiện ấy thì
cưới xin đúng không ạ, ăn hỏi rồi bấm giờ toát rồi tất cả các thứ, thì có người ta có bấm vào mấy khung giờ lẻ không à, có không, nói đi, có không, có đúng không các cụ ơi? Có không nhỉ các cụ ơi? Ngẫm lại đúng thật. Rồi bây giờ em vào em search đi tất cả những cái trận đánh của Nga Ukraine ấy, hay là của bọn nào ấy, thì nó đều vào giờ chẵn ấy. Nó có vào giờ lẻ đâu, nó phát động tấn công cũng thế. Hả, tại sao lại thế? Rồi bây giờ em lại search tiếp sao chổi va chạm với mặt sao chổi va chạm với trái đất, hay là tất cả những cái gì đó là cái đuôi ở sau băng ấy, nó cũng vào giờ chẵn, nó mới kinh như vậy hả? À? Rồi thế mai thử xem nhé, mai thử xem sếp triệu tập cuộc họp xem có vào giờ chẵn không, có không. Ai bảo nó dễ nhớ, mai sếp họ triệu tập cuộc họp, ông là sếp ông có hỏi là anh ơi đi họp thôi 8:30 họp nhé, hay là 9 giờ họp nhé, hay là 10 giờ họp nhé, thế có bao giờ sếp họp vào cái lúc là 10:33 không à? Cốt trinh là phải cốt như thế, có không nào nào. Rồi thế bây giờ mai lại cái check tiếp, thằng bạn nó gọi đi nhậu xem, để ý xem nó có hẹn vào bây giờ lẻ không à, bây giờ thằng bạn nó mai mai thằng bạn nó hẹn đi nhậu xem nó có hẹn vào ngày mai à 1 giờ, khoảng độ 1:10, 12 thôi à. Đi không? Mày chín vào đó, từ đó chúng ta mới hiểu được trong đó nó đẻ ra rất nhiều thứ, thì cái hệ sinh thái đấy chúng ta nhập cảnh không biết. Nên các bạn cứ phải mong tôi cầu cho nó bị mắc lệnh ấy, thì tôi nói chuyện với các bạn sẽ ngộ ra một số thứ. Cái lệnh nhanh quá cứ chốt 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 ra đi trong sự lịch thiệp là té mất, biến mất trên sa mạc ấy, người lính ấy biến mất trên sa mạc. Các bạn biết mắc mấy giá? Bây giờ tôi nói với các bạn, sau khi các bạn ngộ này thì các bạn đoán kiến thức này nó sẽ còn khoảng độ bao nhiêu phần trăm nữa để các bạn xem tiếp 2 năm nữa. Nào, bây giờ đoán đi.
tổng khối lượng kiến thức của khung giờ chẵn, các bạn sẽ đoán xem còn bao nhiêu chi tiết nữa của cỗ máy này. Nào các bạn, còn bao nhiêu chi tiết nữa, khoảng bao nhiêu phần trăm nữa để bất bại. Tôi sẽ tặng các bạn hết. Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao thằng già lại nói thế, tại sao thằng trai lại nói thế. Nào comment số 13, 11, 09 nào. Tương tác đi. Các bạn sẽ nói là tại sao thằng già nói thế. Các bạn cần phải biết khoảng các bạn biết khoảng bao nhiêu phần trăm nữa thì các bạn sẽ biết được tỷ lệ về nó sớm. Rồi 13, 11, 09. Đúng rồi, mới biết chỉ có 20% thôi, còn 80% nữa. Thì các bạn sẽ biết được tại sao coaching nó lại như vậy. Vậy bây giờ các bạn hỏi, tại sao tôi lại xuất hiện lúc 8:30? Mà rất ít khi tôi lại xuất hiện vào lúc 7 giờ, có phải lúc 7 giờ tôi bận hay không? Nào đặt ra câu hỏi đi ạ. Tại sao có những hôm 9 giờ tôi mới vào để tôi live stream với các bạn? Chốt 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 à. Có cái việc gì đâu, công việc thì nó chỉ có chơi và ngồi. Thế tại sao tôi lại vào lúc 9:30, không bia không rượu không thuốc không gì cả, chỉ có ngồi và ngồi và ngẫm. Tại sao lại 8:30 tôi mới vào với các bạn, có những hôm 9 giờ mới vào các bạn? Có bao giờ đặt câu hỏi không, các bạn có bao giờ chờ tôi không? Và các bạn có bao giờ hỏi thằng cha này sao mẹ hôm nay đi đéo đâu, đéo mới vào nhỉ? Nó vẫn đang ngồi đây chưa bật máy đâu. Tại sao lại thế? Các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi không? Có cái công lực mẹ đi đâu? Dần dần tôi sẽ coaching cho các bạn. Có hóng không? Thế có những lúc thì tại sao rồi, đáng lẽ mà hôm nay có tin thì phải 7 giờ tôi phải vào đón cùng các bạn chứ. Thế sao lúc đêm tận 9 giờ lúc các bạn khao khát nhất thì tôi bắt đầu mới có mặt. Đấy có phải là oai quách không? Đấy có phải ra đi trong sự lịch thiệp không? Ừ. Rồi, thế tôi hỏi tiếp là tại sao bạn rất mong muốn đánh nhưng tôi thì lại không không? Nó thèm lắm đúng không, thấy nó lên nó rực rỡ đúng không, thấy nó lên đấy mà ông có ông ở đây thì ông vã cho tơi bời đúng không? Ngã ngũ này mới vào. Ừ. Hay là thông minh thật, tôi có thể vào 7 vào 7 giờ được mà, nhưng tôi sẽ đóng vướng mắc lượng tử. Ai đã nghe đến vướng mắc lượng tử? Ừ. Tôi sẽ đóng vướng mắc lượng tử chứ, nếu tôi vào lúc đấy tôi sẽ đóng vướng mắc lượng tử chứ, để huấn luyện cho các bạn và não của tôi và não của các bạn đúng không? Tài khoản nghỉ là không, tài khoản nghỉ làm sao kiếm được tiền. Ông nói thế là bị mị dân đúng không ạ? Giống như câu chuyện là có một cuộc thi đấy, thế là tất cả đánh cháy mẹ hết, cuối cùng cái thằng kia nó lên nó lắm giải, hóa ra nó bảo là em ốm đéo đánh, thế là tài khoản còn nguyên, thế là ngày cuối nó đánh được 3 lệnh, thế là ngon. Nào chúng ta comment 1109 nào, 1109 nào. Thế nhưng mà tôi hỏi là các bạn có đã bao giờ đặt câu hỏi đấy không? Nào tâm sự đi. Ra đi trong sự lịch thiệp. À có giờ đặt câu hỏi đấy không? Vậy điểm bùng nổ mới tiếp cận được 20% thôi để bất bại ấy. Rồi. Thế các bạn hỏi tiếp, nó đặt ra câu hỏi tiếp là sao có thằng cha này ngồi thì mình vã cứ rầm rầm ấy, mà mình mà không ngồi với nó ấy, thì mình lại loạn búa xua, có bao giờ thấy không? Ừ. Có bao giờ bảo ngồi với thằng cha già mà cũng chả sợ gì cả, cứ vã cứ rầm rầm ấy, nhưng mà có một mình thì cũng hơi run đấy, có không, tự tin cái gì? Nhưng mà có đặt câu hỏi đấy không hả? Có à? Rồi có đúng không? Ừ, loàn lắm. Thế là có những lúc khát khao mong chờ đúng không? Ôi bảo ông sao ông chưa vào nhỉ, thế xong tay chân đã muốn loáng loáng rồi, có không? Có không?
À, lúc vừa đấy thấy lên 23 đã giã một mớ rồi, nhưng mà mấy thằng cũng chưa tự tin lắm đâu, bắt đầu nhiều vậy. Chiều nay giã 09 đấy đúng không? Đáng lẽ nếu mà để bọn mình mà để 09, tôi vào ngồi tôi sẽ để 09, thậm chí là 11, 13, 16, 19 đúng không? Nhưng tôi không ngồi tôi sẽ té. Thế nhưng các bạn có bảo là sao lúc này thì mong thằng cha vào không nhỉ? Có. Do đó 20% các bạn tiếp cận đến cái phương pháp này, một trong những cái mật ngữ kinh khủng khiếp nữa đó là biết cảnh của bản thân mình. Nhưng đó là những cái mấu chốt tâm lý của NLP đấy, huấn luyện ngôn ngữ lập trình tư duy đấy, nghe nó sến súa không. Thế rồi một ngày nào đó ông già lấy vợ thêm ra, xong bắt đầu ông già đi ngủ nghỉ tuần trăng mật, thế là chúng mày phụ thuộc rồi, làm sao phải thế. Làm sao mà phải thế? Thế là tôi mới hỏi tiếp. Vậy khung giờ chẵn nó tạo cho chúng ta niềm tin. Tất cả những kia nó nằm trong khung giờ chẵn. Khi chúng ta đẻ ra xem giờ xem bói khung giờ chẵn, đúng không? Vậy thì các bạn đặt ra là cái từ ra đi trong sự lịch thiệp ấy, đúng không? Có hiểu từ lịch thiệp không? Đúng. Ông già lúc đấy là phải viết tarot đúng không? Tập trung viết thơ với lại viết viết các thể loại amateur rồi làm bộ tarot rồi vừa rồi làm Udemy rồi các thứ đúng không? Hết cảnh. Thế đặt theo câu hỏi tại sao thì à, tôi lấy một cái video nào sứ mệnh là gì ạ? Comment cho tôi là sứ mệnh là gì ạ? Chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Comment đi ạ. Sứ mệnh là gì? Comment đi ạ. Viết nó cách cách ra để nó khỏi bị ẩn nhé. Thế thì cái nghệ thuật trading đó là nghệ thuật đặt câu hỏi. Đúng rồi, sứ mệnh là 1 triệu trader bất bại đấy, kỳ vọng các bạn sẽ bất bại hết trên coaching ấy. Các bạn có tin là bất bại không hay bị lùa gà rồi, lùa hết rồi, comment đi. Có tự tin không hay là mõm, có sợ bị lùa không? Hay quá, Alina. Comment. Lấy 2 tháng là chưa tránh đánh. Mày bỏ ngay cái câu ấy đi. Tao đánh để ích, đánh để tư duy ích, đánh để giàu có, đánh để mua nhà, mua xe. Mày đánh suốt ngày mày nghĩ mong 2% một tháng với lại về bờ, với lại đánh để không cháy là cứt rồi. Bây giờ mày thay đổi tư duy đó. Bố mày đánh để mua nhà, bố mày đánh để mua xe đấy, thằng già nó phải bảo làm cái việc đấy, làm sao mà đánh để không cháy, không cháy đánh nằm đéo nghỉ mẹ đi, bao việc khác. Thế là cái hỏi là luận đó đúng không, bố mày đánh để mua xe mua nhà như đúng không? Còn cái chuyện IB ta không nói, com lót thì bố cũng phân tích kỹ thuật, tao 1.000 lót đấy đúng không? Xa lắm.
Nghi ông Nghi nhá, luôn theo sát ông già tìm được ngay. Đang nói hay, đang nói vào quên mẹ. Quên nớt rồi, ông chơi tôi. Ông bảo thế cái tôi vào hùa ông cái nó khóa luôn. Có đúng thế không ạ? Venus. Anh nói như thế đúng không? Bỏ ngay cái tư duy đi đúng không? Hay lại giận ông già rồi? Có đúng thế không ạ? Nhạy lắm. Có đúng thế không? Ý anh nói thay đổi cái tư duy đấy đi có đúng không? Đừng nhé. Hãy kiểm soát margin thật tốt đúng không? Còn anh nó là thực dụng thực tiễn thực tế có đúng không? Ngày xưa khi anh không biết quay màn hình ấy thì anh sẽ mất video ấy, nhưng bây giờ anh quay video, anh quay màn hình để anh có được video ấy, khi em đã comment bất bại đấy đúng không? Và anh nói luôn là thực dụng thực tiễn thực tế ấy. Có đúng không nào? Bây giờ còn 6 phút nữa em chắc là nhập cảnh bay rồi. Anh thì đang bốc phét chưa gặp thời. Yên tâm sẽ hình thành tư duy. Nhưng có tin là thế không? Có tin là được không? Hay là mõm? Nhưng vấn đề các bạn phải luận được ra. Đúng không? Phải luận được ra. Có tin không ạ? Tin không ạ? Tin không? Tin không? Tin không? Comment lên tin không? Dạ tiếp đến mình ta tin không cả nhà tin không giờ giờ 14 ở dòng này ông giải thích à giờ giờ hả giờ giờ 14 ok em thằng cha này nó đẻ con gái rất là xinh thằng ấy tên là William nó đẻ con gái và nó chém gió rất mạnh thằng đấy nó thắng trong một cái sự kiện đánh trading thắng top 1 thế giới ở trong vùng 10.000 lên 1 triệu đô đúng không ạ nó bốc phét đấy nó làm mẹ sàn như làm méo nó phải đánh
Đó, có cô gái làm diễn viên điện ảnh ấy, thằng ấy tên William, chỉ số của nó đánh ngược với RRD để củng cố sức mạnh niềm tin của RRD. Nó tên William, tìm đi. Xuân Hiển, em hỏi câu rất thông minh, làm anh nhớ lại ngày xưa anh học về thằng William. Thằng đấy nó đánh gì ạ? Nó bốc phét ấy, nó dựng ra một cái sàn, nó bắt đầu đánh. Xong nó làm cuộc thi, mẹ nó giàu thế, làm mẹ cái sàn, làm sao nó phải đánh trả đấm. Nó là bốc phét thôi. Sau đó bán cái chỉ báo William này cho cái một cái sở chứng sàn chứng khoán đấy. Nó ăn gọi là thu nhập thụ động, mỗi tháng nó kiếm mấy chục ca thế thôi. Em gọi chỉ báo indicator của William, hiểu chưa? Dùng ngược với lại RSI nhá. Có hiểu không? Nói nhanh không? Ừ? Hiểu không? Mày về mày tìm 2 ngày về chỉ báo William, mày hiểu luôn, mày đọc hiểu luôn. Bởi vì anh em đều ăn cắp trên mạng thôi. Đó là coaching của anh đấy. Hiểu không? Có hiểu không? Nào, comment tiếp 1109 nào. Chúng ta còn 2 phút nữa. Thế có thằng nó bảo ông già đéo biết gì. Anh đã có từng là 1 tháng không ngủ, chỉ đọc tất cả các chỉ báo indicator, đọc hết tại sao lại thế, tại sao lại thế. Xong chả nhớ gì. Nó tên William. Nó đẻ ra cái chỉ báo William. Dùng ngược với RSI một tí thôi. Nhưng tất cả indicator nó không bao giờ dùng một mình nó mà phải ghép được indicator. Ví dụ Bollinger Band thường nó sẽ dùng với Ichimoku. Ichimoku nó thường dùng với Parabolsa. Và Parabolsa nó thường dùng với zigzag. Đấy, nó lại có nhiều cái. Thế cho nên nghệ thuật của một thằng đấy nó không phải là dùng hiểu hết tất cả chỉ báo. Bởi vì chỉ báo ấy không cần biết nó là gì mà phải dùng nó như thế nào. Thế thì có 2 cái luồng tư duy số 1 là cách dùng chỉ báo. Lại quên mẹ là cách ghép chỉ báo với các chỉ báo khác, đấy mới là cái yếu tố quan trọng. Bởi vì thị trường nó vốn vô kỷ luật cho nên nó có nhiều độ nhiễu, cho nên muốn xóa độ nhiễu là phải ghép tất cả những cái chỉ báo đấy để nó phù hợp với tính cách và bản thể cá nhân mình. Hiểu không? Hiểu không nào? Comment số 1 chúng ta sẽ đến với 09 và 30. Cho nên người ta phát hiện độ nhiễu bằng tất cả những cái tín hiệu đó và biết ơn những người đẻ ra các chỉ báo đó thông qua cái sự nghiên cứu của họ. Hiểu không? Đó là cách tư duy. Có người dùng RSI một chiều thông qua sự phân kỳ và hội tụ. Nhưng người thông minh là phải biết ghép RSI với Parabolsa. Hay là người thông minh là phải biết ghép của ADX với RSI. Đó là sự cái gọi là món khẩu vị. Giống như mắm nó để y một chỗ thì ăn rất là khập. Nhưng mà mắm là sẽ được rang với lại gà hay là thịt gà trắng chấm mắm cho tí hành vào. Ăn với cơm, ví dụ có sinh động không? Cho nên nếu mắm để một chỗ thì nó sẽ thối. Nhưng mắm mà để với lại gà rang thì ui trời ơi, không chịu được. Có đúng không? Có đúng thế không nào? Cho nên người ta gọi là phát hiện độ nhiễu. Ui trời ơi, ông vào cứu ông già đi. Có đúng thế không nào? Vậy khi mà chúng ta để mắm ở một chỗ thì nó sẽ thối. Nhưng mắm là mà ghép với thịt gà rang mắm thì thôi không chịu được. Mắm mà được xé với gà thịt trắng của gà sau đó cho tí hành vào ăn với cơm trắng nữa thì không chịu được, đúng không? Hành kẹp dai. Không, đấy là ví dụ sinh động của nếu dùng một chỉ báo đứng nghiêm thì nó sẽ giống như là để một cái lọ nước mắm thôi. Nó sẽ khập và nó sẽ thối. Nhưng dùng chỉ báo của ADX cộng RSI hay là RSI cộng Parabolsa hay là Bollinger Band kết hợp với Ichimoku ấy, thì lập tức chúng ta sẽ có một cái thứ gia vị rất là ngon chẳng hạn như vậy. Đúng không?
để làm gì, để giảm thiểu cái độ nhiễu. Và khi giảm thiểu cái độ nhiễu đấy, lập tức là chúng ta sẽ biết được chúng ta phải làm gì. Khi mà chúng ta có một cái gọi là con đường, cái đạo, con đường phía trước ấy, trong gọi kiểu như là đề CA đấy. Vậy là 9:30 điểm đỏ của lên rồi. Ông nào nhập cảnh là nhập cảnh bay đúng không? Còn tôi đang nhập cảnh shell cái. Nào anh em nghe có hiểu hiểu bài không ạ? Hiểu bài không? Ấn số 1 cho tôi ạ. Có hiểu không ạ? Có tin không hay là mõm? Nào ấn số 1 để tin hay không? Ấn số 1 để tin, ấn số 0 để mõm cãi nhau. Mày đề CA 16, 17, 18 hả? Tao có dạy mày thế đâu. Mày vào đây mày lại xung phong làm lớp trưởng cho mày cứ loạn hết cả lên. Tao lại chặn mày giờ. Thằng Thạch này bao lần tao chặn mày rồi, cứ lằng nhằng. Lớp bọn tao còn đang học lớp mầm lớp chồi. Lớp ở đây lớp toàn học sinh dốt thôi, cho nên bọn tao đang học lớp mầm, mày cứ cho tích phân đạo hàm vào làm sao bọn tao hấp thụ được. Thế có hiểu không? Ấn số 1 đi, ấn số 0 để cãi nhau. Cái vấn đề ở đây là cái chỉ báo đấy. Vừa anh có thằng nó hỏi cái phần trăm R ấy. Đấy. Thế nhưng mà từ William đấy, phần trăm R đấy, nó lại ngầm báo là tỷ lệ rủi ro. Thằng này cực thông minh. Hả? Thông minh lắm. Nhà người thông minh lắm, thông minh lắm. Những người thông minh như thế thì chỉ có thọ 100 tuổi thôi. Dám dám hỏi, nó hỏi mé ông già đấy, nó bảo ông già RR của ông già là bao nhiêu ấy, phải rất thông minh. Phần trăm RR của ông già là bao nhiêu, nó hỏi mé mé là RR của 14 của ông già là bao nhiêu. Cực thông minh. Bài đấy nó sẽ nằm ở trong coaching Udemy. À, còn một câu nữa là khi mà bạn bán thì bạn mong nó xuống đúng không? Nhưng tôi muốn nói là bạn bán mà nó lên bạn vẫn lãi ấy. Đấy mới là đẳng cấp. Đấy mới là đẳng cấp. Bởi vì tất cả những thằng bán thì đều nhìn một cái view đó là nó xuống đúng không? Nhưng tao bán mà tao đang nhìn thấy view lên, cho nên là chúng tao phải xử lý được cái việc đó, nó mới là kinh khủng khiếp, tạm tạm là ultra ultimate. Đấy mới là cái tạm. Nào, hiểu không? Ấn số 1 đi. Vì lớp hôm nay là tôi nói là lớp hôm nay là rất mất trật tự nhá. Không thằng nào chịu khó nghe giảng gì cả. Toàn lấy thước kẻ chọc đít bạn gái ngồi cạnh thôi. NTL. À, với bạn không quen nhau mà lâu lắm gặp nhau à? Ta không quen nhau, không ngày sinh tháng đẻ, không kết nghĩa vườn đào, nhưng nguyện ngày 20 và 25 là có mặt ở cái nơi đó đúng không? Nào trả lời đi, trả lời đi. Đúng rồi, có lớp trưởng. Chốt chốt cái ở lên sân bay đúng không? Để chốt chốt cái ở lên sân bay. Bét thì là nhẹ này. 1109 nào, comment 1109 nào. Putin này thì mới vào thôi, mà chưa biết được bọn tao đã kết nghĩa.
ở ngày 20 ở đó rồi, mình tin mới vào thôi, mày chưa thể biết được. Giờ là tập về 11:09 rồi, đóng máy làm cái video coaching, sau đó là lái xe nó sẽ đón đi ngủ. Mười một không chín sơ vi 99, âm thanh Hoàng Kim này bị mắng suốt ngày vẫn còn yêu thông gà lắm. Trong đây tôi thấy rất nhiều thằng là đã ghét ông già rồi lại quay trở lại, kéo hiểu vì sao nữa. Cho nên anh em lâu rồi gặp ấy thì phải chém chém cái miệng lại để tôi còn lùa cái lứa mới. Đúng không ạ Hoàng Kim? Không biết cái lời nhè lại nữa. Ê, ngàn cuối chứ. Nên là cái tần số nó rất cao. Tần số của nó, của phương pháp ấy, ngoài tần số của chúng ta cũng hơi kém tí. Đúng không? Udemy, đừng quên Udemy nhé, Udemy khuyến mại rất nhiều. Đấy, đẩy vào link short xem sao. Cái tiền bạc. Không 10 giờ. Ấy không dám, tại vì cái ngôn từ trên mạng nó cứ vào nó bảo luôn chạy lưỡi lạch bạch kia nữa. Tiếc quá, hôm nay hóa giấy tiết lộ cho mấy điều anh hơi hơi bị tiếc luôn. Giá mình cái tiền của em thuộc về anh thì có phải tốt không chứ? Thuộc về người khác nó chết chứ. Thế nên là sai thời điểm, em phải nỗ lực nhiều hơn. À, còn 20 phút nữa để đổi cảnh 10 giờ xem tỷ lệ thế nào. À, 20 phút nữa nào. Chú Quyên đâu rồi? Còn ngồi đây không? Anh em comment số 219 cho tôi nhá. Comment số 19 nhá. Hello anh em. Comment số 19. Bốc một lá tarot nha. Từ săn, ánh mặt trời. Tham lam tức là lên mua tiếp. À, điểm bùng nổ. À, hay quá. Yosota. Yosota. Ngôi sao cho bạn đây. Áp mật ngữ.
Rồi thấy quên anh nhìn anh nhìn anh nhìn anh nhìn cái gì đây? Nó thằng chat à? Mày chơi mà không dám thò mặt thật của mày ra, lại để hình ông già khá đủ. Tôi phải trả lời nó như nào đây? Tao có hình thật luôn bằng video người thật đấy, mày xem hộ cái. Ảnh là của bố tao. Đấy, trả lời cho nó đấy. Nó bảo chơi đéo biết đánh cho nên không dám để mặt ở avatar. Đây là ảnh bố tao, còn trong TikTok tao có làm hình ảnh cả đấy, nếu muốn ngắm thì vào ngắm đấy. Thi thoảng cứ nhận được những cái tin đấy đấy. Không phải giải thích rõ ràng chứ. Thương hiệu của người ta, những comment phàn nàn thế chứ lại lại mất rồi. Comment rất đều. À, hôm nay thì tôi có đẩy lên một cái bộ video cách tìm kiếm khách hàng ở trong cái ngành Forex này, IB, cách lùa và làm video AI, cho nên tôi, các bạn có xem mấy cái video AI tôi làm chưa? Đó. Thì cái khóa học đấy cũng sẽ để lên trên để cho các bạn tập, các bạn làm. Udemy, đợi Udemy nó duyệt đấy. Khi nó duyệt rồi thì các bạn sẽ có cái video đó để các bạn học. Và các bạn sẽ có 1.000 lot. Và khi có 1.000 lot thì là bố của thằng nào biết không? Khi ta đánh được rồi, sau đó chúng ta lại có 1.000 lot nữa thì là bố của thằng nào? À. Chuẩn rồi. Lớp mình càng ngày càng thông minh rồi đấy. Thông minh lắm. Thông minh lắm. Còn ở trong Nga thì có thể là ở nhà luôn. Rồi, một cái dòng hai nhóc mình sẽ nhiều một là tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh. Anh chờ anh không có này sai đâu Rồi đi môn này. không có gì gì đâu ai đi làm bao nhiêu tiền ai không có máy đi công ai đi làm bao nhiêu tiền đây một điểm rồi bạn ơi đây đi nào ông già đấu đâu Chết tao dính lại rồi. Tặng cho mày xem. Thôi nhà. Ôi, ông cứu con rồi. Đầu tư. Thôi. Rút ra thôi.
Ở rút ra không thì nó bị nó lịnh, nó lại tặng mẹ nó con sư tử thì ăn cứt. Khi mà không có ai khen đi thì nên vào nó để nó khen, chỉ cần tặng nó một cái gì đó là nó khen. Nhưng mà vào đấy nguy hiểm lắm, chẳng may à sĩ bệnh sĩ nó lại lệnh lên để tặng mẹ nó nhầm cái con sư tử là thôi ăn cướp mất lại mẹ nó 15 triệu. Cứ vào cái là nó thích lắm. Bạn không có ấn số 1 là cái là buồn là tôi bỏ đi lên xem like. Thế tôi rồi bà Quyên cứ xuất hiện cái là tôi bị ngọc. Thế bây giờ như gặp tôi bà Quyên để vía nó lặng thật. Tôi để ý bà Quyên này nhưng cứ vào lần nào là tôi toát lần đấy. Thế sợ như. Đúng từ là từ đâu ra 3 ngày hôm nay là ăn đậm rồi còn gì nữa, bây giờ nó cứ lên nó xuống ấy, thực ra lâu rồi chúng ta chưa cắt lỗ phát nào đúng không. Bây giờ tôi hỏi thật à, anh em cho tôi hỏi thật chứ, anh em có muốn tôi hỏi thật không? Tôi hỏi thật điểm cắt lỗ của tôi là gì? Hôm nay chúng ta sẽ học bài cắt lỗ. Điểm cắt lỗ của tôi là gì? Và điểm cắt lỗ của anh em là gì? Chả nhẽ cứ thế mãi à? À? Vậy phương pháp này có điểm TP và điểm cắt lỗ không? Mẹ tôi rồi. Vã phát 19 là phải vã phát. Nào. Điểm cắt lỗ là gì? Trả lời đi. Đỉnh cao của coaching là phải biết cắt lỗ. Đỉnh cao của coaching là phải cắt lỗ. Đỉnh cao của coaching là biết cắt lỗ. Vậy cắt lỗ là gì? Thế các bạn nhìn thấy tôi cắt lỗ bao giờ chưa? Thế khi tôi ngồi ở đây đã bao giờ các bạn thấy thua chưa? Nào, trả lời đi. Lớp mình cũng không có 1.000 người đâu. Các bạn đã nhìn thấy thua bao giờ chưa? Ừ, chưa bao giờ đúng không? Thế nói ở ngoài người ta có tin không? Nói ở ngoài người ta có tin không? Đúng rồi, chưa bao giờ đúng. Thế bây giờ các bạn nói là có là các bạn tin, có tin không? Vậy tôi thích đánh thắng là sẽ thắng. Tôi thích đánh thua là sẽ thua. Ở ngoài nếu mà nói là có tin không? Các bạn toàn nghe nói xấu, là có tin không? Ừ. Ngay cả bản thân các bạn cũng không bao giờ tin. Có đúng không? Các bạn bản thân cũng không bao giờ tin mà. À, có một cậu học trò, cậu đánh cháy nhiều quá, 4 năm liền cháy, trong một lần ông già livestream chỉ có 4 người nghe thôi, trong đó có 3 người nhân viên và 1 mình cậu. Khi cậu vào nó, cậu ra cậu chán bởi vì cậu cháy nhiều ngày, mấy cậu cháy nhiều và cháy với số tiền rất lớn. Thế thì vô tình cậu nghe một cái từ là tao nói cho chúng mày biết bất bại nhé. Và nói rất nhiều lần khẳng định bất bại, bất bại. Rất nhiều lần cậu ấy bắt đầu hạ mình cả một dấu, tại sao thằng cha này nói như thế, thế là âm thầm nó làm, thế mà nó gỡ lại hết và nó đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy và nó không bao giờ tin. Đấy có một câu chuyện là họ chọn. Bây giờ cậu này á, cậu này cậu làm hải sản, thủy hải sản xuất khẩu thủy hải sản, tiền rất nhiều, nhưng mà chơi cái môn này cậu bảo thích hơn đánh bóng đá, cho nên là bây giờ cậu bất bại cậu đánh. Và trong một lần livestream à, cậu thua nhiều mấy chục ca này, rất nhiều, cứ nạp bao nhiêu là rất nhiều, nạp bao nhiêu rất bao nhiêu. Thế thì một lần nữa cậu không nạp, cậu ngồi, thế có vô tình cậu gặp, thế ông nói ông hỏi bất bại, thế sau ông không đánh nữa, ông xem 1 tháng ông bảo chưa thấy nữa cắt lỗ bao giờ, ông bảo đấy là điều không tưởng, 1 tháng chưa bao giờ thấy và ông không tin. Thế sau đó ông bảo thử phát xem, thế ông nạp. À, thì ban đầu ông bảo bán thần lực đi, bán thần lực đi, thế hồi đấy bốc phét lại gặp thời, nhưng mà nó sập thật.
Ông khiếp quá. Thế tôi hỏi là thế anh có biết điểm cắt lỗ của tôi không? Thì cũng giống như hôm nay tôi hỏi anh em, sau này anh em đánh sẽ bất bại ở thằng khác đéo tin đâu. Mà mình không có thời gian mà giải thích cho bọn nó làm gì cả. Thế nhá, bây giờ mình bảo bất bại thằng kia cứ bảo không, thằng kia bảo mày nói phét, cứ thế là hay cãi nhau đúng không? Mình không có thời gian mà giải thích, tập trung mẹ vào cái việc đánh. Đúng không ạ? Giải thích tầm béo. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã mất quá nhiều tiền để mình học được phương pháp này rồi. Có đúng không? Có đúng không? Mất nhiều tiền mới chạm được với ông già cơ mà. Đâu phải là tự nhiên mà chạm được béo đâu. Có đúng không? Có đúng không? Cho nên là gì à? Giữ lấy mà dùng. Nhưng mà mới học được 20% công lực thôi. Còn 80% công lực thì sẽ phải đặt ra câu hỏi. Thế điểm cắt lỗ của thằng cha này là cái gì? Đó là đặt ra câu hỏi chứ. Mày chúng mày mà đánh thắng ấy, không bao giờ mày gặp tao. Mày đánh thắng ấy, chúng mày đang ở trên mây, đang là ba sàn bay lắc các kiểu, chứ làm sao mà gặp ông già được. Và cái thằng đấy nó cũng thấy thằng học trò đấy, anh kia là Khanh ấy. Chứ chả bao giờ nó gặp nó béo cháy, cháy nhiều ấy. Nó bảo bất bại, thì nó không tin. Nó cứ xem, nó cứ xem, cứ xem, cứ xem. Thế mà nó làm, nó đánh thắng và nó lấy lại hết. Sau đó nó hỏi một câu là cái điểm cắt lỗ của ông già là gì? Tại sao chưa bao giờ? Cứ ngồi lại là cứ ngồi là nó mới làm. Thế nó có đặt câu hỏi. Thế thì hôm nay tôi hỏi anh em. Thứ nhất là có giờ anh em, ban đầu anh em không tin đúng không? Ban đầu anh em không tin đúng không? Lỗ tôi. Ban đầu anh em không tin đúng không? Ban đầu không tin đúng không? Đầu tiên anh em nhồi sọ. Bị nhồi sọ rồi. Có đúng không? Nhiều cái lý thuyết nếu anh em xem sâu. Không thể tin được. Bởi vì mày có phải là thánh nhân đâu. Mày có phải là đẳng cấp đâu. Mày có phải là thằng xịn sò nhất thế gian này đâu. Đúng không? Mà mày bảo không cắt lỗ. Cái chuyện đấy là chuyện không tin. Mà tôi luôn nói rằng là tiêu diệt SLTV. Không có chén thánh mày đánh làm đéo. Mày phải tin được chén thánh của mày chứ. Suốt ngày bảo không có chiến thánh đâu, đừng tìm. Thế thì đánh làm gì? Nô lệ cho MT4 là đánh bay cả Thanh Xuân. Đúng không ạ? Đó. Đó là những cái mà. Đúng không? Đó là những cái tư duy đó. Vậy điểm bắt lỗ là gì? Nào tôi sẽ bày. Và sau này các bạn sẽ nói bất bại, các bạn cũng không cần phải khoe, và chúng nó không tin đâu. Và dành cái thời gian đấy để tập trung vào chốt chốt, không được giải thích cho ai cả. Mày cháy không, không gật đấy. Thế tôi hôm qua cái live 4 tiếng đồng hồ, tôi phải có trách nhiệm chứ, người đàn ông là phải có trách nhiệm. Thế hôm thứ sáu đấy em có xem cái video anh up lên không? Hả? À? Phần 1%, 2% lại thì qua ngại kiểu hay quá. Mãi chưa học được, sẽ học được, phải bình tĩnh. Kéo quần xuống. Đừng học cái kiểu kéo quần xuống mà kéo lên. Mà khi kéo quần xuống là phải biết mua váy cưới. Câu đấy là câu chuẩn. Ông kéo váy người ta xuống, ông kéo quần người ta xuống, ông phải mua váy cưới. Đấy mới là câu chuẩn. Ông phải kéo quần xuống, ông phải kéo lên. Cái lớp mỏng này hư quá. Thế nhưng mà cái vấn đề là gì ạ? Vấn đề là đặt ra câu hỏi để làm cái gì? Nào, cứ đặt ra câu hỏi để làm gì? Thế bây giờ các ông phải hỏi là cái điểm cắt lỗ của tôi là cái gì? Đúng không?
Rồi chúng ta còn 4 phút nữa để xem sao. Nào, số comment số 4 nào. Thế nhưng nếu anh em nhập cảnh, anh em thấy các video ấy, tôi thì có một cái là lỗ lãi tôi up hết. Anh em có để ý tôi up ở đâu không? Có biết không? Up hết. Bộc phẹt là up hết. Nhưng rất may là ít người đúng không? Ít người xem lắm. Cho nên để chạm vào nhau ấy nó khó. Tôi biết điều đấy mà. Nếu đông là toát rồi đấy. Đông là mẹ nó có khi nó chế này ăn. Nó chế ra các thể loại A3 lăng nhăng ngay có khi là sợ lắm. Nhưng anh em có biết up ở đâu không? Và anh em có bao giờ xem lại những cái gì tôi up không? Có xem lại bao giờ không? Nói đi. Cái coaching là như vậy. Cầm tay chỉ việc. Là huấn luyện não bộ. Không run sợ. 3 phút nữa. Chán rồi. Không biết là hơi buồn luôn đó. Nhưng độ kiên trì là có đúng không? Khóa cái này ta làm cái khác. Nhưng dần dần thì các bạn sẽ hiểu, sẽ thông, sẽ ngộ và tìm ra điểm cắt lỗ của bản thân mình. Tìm được ra điểm cắt lỗ của bản thân mình. Tìm được các tư duy đúng. Môi trường đúng của bản thân. Và coaching nó là đi đi liền, đi kèm, đi kèm. 15, 14, 13, 11, 09. Nào, chúng ta còn 1 phút nữa xem sao. 1 phút nữa. Nào, comment 13, 11 nào. 13, 11, 09 nào. 13, 11, 09 nào. 1 phút nữa, comment đi ạ. 1 phút nữa, 13, 11, 09. Tại xung dại ông ra luôn. Khi mà ông phê nó khóa tôi rồi thì lại chỉ đổi nick thì lại tìm mà. Vẫn thế. 10 giờ xem đổi cảnh luôn nha. 13, 11, 09 xem sao. Con trong cái khung H1 này chúng ta thấy là điểm điều chỉnh các cây nến nhỏ li ti, điểm giãn của Bollinger Band yếu ớt, Bollinger Band và IT cũng khá là dày, xung lực đi ngang, các điểm nổ của đá không có mạnh, ADX thì 27 cũng chưa được tiếp cận 35 và đi trung tính đẩy lên vẫn cho một cái xung lực đi lên, tuy nhiên là 70% lên. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung để xây ở đây. Tôi thì cũng phải dành lời ca tiếng hát để động viên bản thân mình thôi, chứ tình hình nó căng quá.
Nhưng mà em thấy không, những điều anh nói với em ấy là cái cảm xúc của những cái lần đầu người ta gặp nhau ấy, đúng không, trên line đấy là rất là bực mình, đúng không, không tin, sau đó là thấy nó phi lý vô lý, đúng không, luyện được cảnh giới đó, luyện được cảnh giới đó, đúng không, đúng trạng thái đấy không, luyện được cảnh giới đó. Cái này nó rất sâu. Thế khi các bạn đã có được vốn rồi, các bạn ấy rồi, các bạn có hôm nào các bạn biết là đánh ảo, comment tự đánh ảo luôn. Nào. Và có những cái cảm xúc feeling, đúng không ạ? Bạn cắt lãi ra một tài khoản nhỏ xíu, bạn đánh ảo một phát thôi. Bạn đánh đúng 1369 rồi, có những lúc là nó phê khủng khiếp luôn. Thế gọi là cái quy trình. Đúng. Thế mà có những lúc đánh ảo lại không cháy nó mới kinh. Nó có nhiều kiểu đánh, đây nó chỉ là công việc hàng ngày thôi, nó còn nhiều kiểu đánh ảo, nó còn nhiều kiểu all in, nó còn nhiều kiểu. Thế mà khi mà các bạn ở trong cái trạng thái có nhiều vốn thì các bạn nó sẽ là phiêu linh cảm xúc nhiều kiểu. Thế các bạn biết được cái trạng thái đó thì khi mà các bạn đã có một tài khoản lớn, một tài khoản bé, một tài khoản bé siêu, một tài khoản nhỏ, các bạn có thể vận hành nó giống như là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ta ấy. Đúng không? Các bạn control được cái việc đó thì thực sự nó là cảm xúc, thật sự nó là công việc, nó là đam mê, nó là hạnh phúc. Thế nên là các trạng thái ấy, có những người ấy, ánh mãi nó chả cháy, đúng không? Còn có những người cũng càng tập trung nó càng cháy, đúng không? Thế nên ở cái cảnh giới nó rất cao. Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vì anh biết sợ nếu vã to phát thì toát, đúng không? Thực ra rất to đấy. Thế nhưng mà cộng dồn của nhiều lần, ví dụ là khi mà anh vã đến 10 20 lót đấy, đúng không? 30 lót chẳng hạn, 50 lót, 60 lót chẳng hạn như vậy. Đấy mới là những lúc mà vào trận. Kỷ luật không được quánh to em. Quánh bây giờ giá 10 lót không ngược phát thì sao? Quý hiểu rồi không được. Nó dài hạn là dài hạn cái đó. Chứ không phải đánh một lệnh ăn mà bình thiên hạ. Dài hạn là đánh từ 14 lên 54, không phải dài hạn là thế, hiểu không? Cách đây 2 năm ấy, nếu bạn xem thì tôi có vã to nhé, bởi vì đấy là những tài khoản phụ thôi, vã to là tư duy ích đấy. Còn đây là đang coaching cho bạn. Lớp mình ấy đang là coaching nhưng còn không phải là đánh theo kiểu, còn đâu hôm nào anh sẽ làm cái tài khoản 1k 2k ngoánh tin đấy, đúng không, một là ít nhiều, hai là vứt đi kiểu như thế đấy. Đấy là nhiều cái cảnh lắm, nhiều trạng thái lắm. Ok. Và kết quả là gì em, kết quả là gì? Ngày xưa anh có một học trò cho nên không có thật em nhé. Ngày xưa anh có một khách hàng tên anh là Nghị, anh bảo máu anh như móng chó, anh hay đánh theo kiểu em nói đấy, nhưng nó không có thật. Cuối cùng kết quả là gì, em có biết kết quả là gì không?
Đúng rồi, em phải nhìn thật đi, em phải nhìn đi này, chuẩn bị chốt chốt đây này. Mà khi anh đã vào, anh bảo vào thần lực vào ngay từ bây giờ điểm này đúng không? Vấn đề là thật. Bây giờ mới nói là có luận, có tin không? Đánh trực tiếp chứ nhỉ? 5K đến 10, 10 lót này. Nghĩa là tỷ lệ chuẩn thì bây giờ là em có tin là đánh chuẩn 100% không? Nếu anh đánh như thế có chuẩn không? Làm sao mà chuẩn được? 10 lệnh anh sẽ chuẩn khoảng 3 4 đúng không? Đúng không? Nếu 10 lệnh anh sẽ chuẩn khoảng 3 4 thôi, lần sau anh hít hết. Nhưng vấn đề ở anh là anh phải xử lý, đúng không? Ok, em có thể đánh chuẩn một lệnh, hai lệnh, ba lệnh. Nhưng chắc chắn kết quả cuối cùng là sai. À đúng, 11, 10.09 nào, 11.09 nào. Trên view độc ngôn mà. Đấy mình không không cần nói, mình cũng hiểu. Nó phải già, nó phải sau này nó già và nó phải học, chịu khó học, hạ cái tôi xuống, nó mới đánh được. Nào 11.09 này. Sau đó chúng nó còn đo theo mm, nó bảo phải phân tích ở TradingView nó mới chuẩn, còn ở MT4 nó không chuẩn. Tức là nó có đủ trình độ, nó bảo ở bên TradingView nó chuẩn từng cm và từng mm. Mình bảo chúng mày đánh theo mm thì ăn cứt rồi. Tao cứ vã. Đây MT4 có đứa nó còn bảo anh ơi xem ở sóng ở trong MT4 nó không chuẩn, em phải xem trong TradingView để xem nó đúng từng mm một, micromet một. Mình bảo thôi vứt mẹ đi. Hiểu không? Có hiểu không? Có thằng này bảo MT4 nó không chuẩn về 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 chạy. Vì điều mẹ nó cũng lấy từ cho đi nhu ra cả, nó có lệch, có thằng thì nó lệch 3 độ 3 3 gem, có thằng nó lệch 4 5 6 pip, nó lệch cái quan trọng đéo cong ăn không, thằng ăn thẳng quan trọng đéo. Hồi trước đã nhiều hả? Hồi trước khách hàng nó giàu, nó bảo vã thật lực đi cháy thôi. Thế thì bắt đầu nó mới xảy ra mẹ mấy chuyện lừa đảo các thứ đấy. Nó bảo em đói lắm rồi, ông Đạt cứ vã thật lực đi. Thế ông bảo ừ thế vã, thế xong sau khi vã xong thì phải nạp vào nhá. Thế chuẩn bị cháy thì phải nạp vào nhá. Thế nó kéo nạp, thế nó cháy cũ mất. Ai cho mu lên đánh 100 KU hả? Anh nghĩ là khó thật đấy. Các đòn bẩy vô cực nó có thể có được những quả như thế, nhưng mà hiếm. Và đôi khi nó không làm được. Nó có thể làm được nhưng bọn mình không làm được. Mình không cần chinh phục cái đấy. Mình không nên chinh phục cái đó. Đúng không? Những video đánh được cái đấy, bây giờ nó cho làm lại, nó sẽ không làm lại được. Và có những con sóng, ví dụ như cái con sóng 100 giá hôm vừa rồi, nếu em có 200 U mà em vô cực, em cứ bán, cứ bán, cứ bán đấy. Nhưng mà em cứ động tài khoản thật thì em lại tránh. Nó lại thế cơ, bởi vì ngưỡng tâm lý mà. Đúng rồi, nó chỉ cần nhích, nó đã tầm 200 nó lên thì nó cần nhích mấy pip là em cháy rồi. Đúng là vô cực nó phải nhồi nhồi lệnh thần trưởng, đúng không? Cho nên những cái gì nó có. Đúng không? Giống như em bảo bây giờ em tán một cô hoa hậu, nó chẳng may em vẫn có thể tán được đấy. Tình yêu đích thực đấy. Nhưng mà mất thời gian làm gì, bởi vì sao tỷ lệ nó hiếm. Đúng không? Thôi thì chân ái. Có được không? Ý anh nói thế có được không? Hay là vẫn thích? Thì hôm nào anh biểu diễn xem có được không? Cái nó phải cháy rất nhiều. Tất nhiên là có nhiều lần là 200 nó lên 700, lên 1.000, 2.000 rồi. Sau đó nhồi thật được, nó phải đúng vào cái sóng đấy. Bởi vì mình không quyết được. Cái đấy mình có quyết được đâu. Thị trường nó chạy đúng thì là ok. Còn bây giờ mình nghĩ đến cái dài hạn, mình thích cái đấy làm gì? Xem được bao lâu rồi, anh mới đánh có tuần nay thì chưa xịt là đúng rồi. Mày xem đủ 1 2 tuần thì anh mới đánh mà. Đúng không? Đây là cốt truyện nhé. Nào, 11.09 là chốt, 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 chốt. Ra đi trong sự lịch thiệp. Nào, chốt, 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 chốt. Đúng không? Có xịt không?
xin không nhỉ? Nào 0911 chúng mày chốt trước đi. Có xịt không? À mới một tuần rồi không, tao mới đánh 3 tuần nay thôi. Mình xem là thằng bị lùa gà đấy. Ra mình trong sự lịch thiệp. Người còn em bên tôi. Đúng không? Thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây là gì? Là cái gì nó không có thật, và đặc biệt là tập trung vào công việc của mình, việc của làng, việc của ông trời và việc của mình. Em cứ tập trung vào những cái không có thật làm gì? Đúng không? Nào comment 1109 nào, 1109 comment đi. 1109 nào, comment 1109 đi ạ. Comment 1109 đi ạ. 1109 đi nào. Mười một không chín nhá. Đây. Mười một không chín này. Đây, rút này. Đúng không? Đúng đây này. Đúng đây này. Đây, rút này. Đúng không? Một con xe mày là khóa mẹ mày. Tốt 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 ra đi trong sự lịch thiệp. Đấy, lúc đấy mày xem đi. Như vậy là hôm nay coaching như vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục comment 1109. Chút đây, ba lần chút đây. Rồi một phương chín đây. Máy đang được lệnh trên đây rồi. Vẫn số tài khoản như vậy. Chương trình được tài trợ bởi RNT, một trong những blogger uy tín. Bây giờ giả sử em già đúng không? Bây giờ giả sử em già. Sau đó là em mua bán bất động sản là 10 tỷ hay là 8 tỏi, nhưng em chỉ cần bỏ 2 tỏi ra em quất cái này. Sau đó một ngày 2 tỏi ấy, em kiếm 1.000 u. 2 tỏi 1.000 u tức là bao nhiêu phần trăm ở nhà? Thì anh hỏi em 1.000 u em có tiêu được hết tiền không? Nên đừng có tham lam nhé. Hả? Đúng rồi. Vậy kiếm 1 đến 2% em có sợ không? Và em có 1.000 u hay 2.000 u em có tiêu hết tiền không? Nào, chúng mày có tiêu hết không? Hả? Tiêu hết không? Có tiêu hết không ạ? Nào, có tiêu hết không? Thế bây giờ vận vào cái tài khoản 10k hay 5k đi, chúng mày làm như thế đi. Từ từ đi. Bài học đầu tiên còn đâu thích khi lãi rồi có 1.000 rồi mày thích đánh tư duy ích thì sẽ quất bét tiền là nhà ra. Nhưng mà quất được cái sàn chuẩn đấy. Không có đéo trả gốc đâu. Cho nên là phải hiểu sâu được vấn đề.
đúng không? 1%, 2%, 3%, 10%. Còn tư duy ích thì kiểu khác. Cho nên tài khoản bé thì hay học tư duy ích, tài khoản to thì người ta có tư duy phần trăm, giống như ông Warren Buffett đấy, đúng không? Người ta tỷ đô thì người ta sẽ có phần trăm của tỷ đô, 1% của tỷ đô đã kinh mẹ rồi, chứ không có phải ích, đúng không? Cho nên cái tư duy đấy là phải được huấn luyện bởi coaching như này, đúng không nào? À thế thì anh có một cái TikTok mà anh bị chửi rất nhiều, đó tài khoản to đánh bé hay tài khoản bé đánh to, đúng không ạ? Cho nên coaching là vấn đề của cái tư duy đó. Thế là tài khoản bé 200 đô thì đánh bé thì đến bao giờ mới có được bát phở? Thế bố mới phải quất thật lực chứ, đúng không? Đúng rồi, thế nên là phải hiểu được các bản chất của vấn đề, cho nên em mới ngồi đây và em mới thấy được coaching, đúng không? Đúng không? Nào, comment tiếp 1109 nào, comment 1109 nào. Comment 1109 nào. Thế ông bảo tài khoản to to làm sao bằng bất động sản được em? Cái này bọn mình bé tí, lon ra lon jon, bọn nó giỏi bọn nó làm bất động sản, còn mình thì bé tí thì ti. Có đúng không? Anh nói đúng không? Đúng rồi, em có thấy là ở ngoài nó dạy thế không bao giờ? Muốn làm lớn được thì phải làm từ cái nhỏ, đúng không? Nghĩ lớn, tầm nhìn lớn, nhưng phải thực hiện từ bước đi nhỏ. Chúng ta trưởng thành để cũng bao nhiêu lần vấp ngã để tập đi đấy. Là sao? Không ai dạy nhẹ anh đầu là cái gì? À, ông già đấu từ rồi. Có bao giờ em nhìn thấy ông già đầu tư VnExpress không? Em có bao giờ nhìn thấy không? Tìm hiểu về hệ sinh thái ông già. Em có bao giờ biết ông già đầu tư ở bên VnExpress không? Đọc bao giờ không? Một số thằng bảo bye bye ông già rồi đây, nó đi rồi đây. Nó đúng không? Thằng đấy là cháy, thằng cháy thứ hai. Thằng cháy nhiều nhất là thằng đánh theo phân tích cơ bản đấy, thằng tin tức ấy. Thằng cháy nhiều nhất là đánh theo tin tức ấy, thằng thứ hai mới làm phân tích kỹ thuật. Em thì đứng số 2 thôi. Còn thằng đứng thứ hai, thằng đứng chủ nhật thì nó là thằng phân tích tin tức. Tin tức đó là ông Donald Trump, ông ấy chỉ có tiêu diệt cái bọn đấy. Ông bảo tin tức làm đéo có thật, là bịa đấy. Ngày xưa ông ấy tranh cử em có thấy không? Ông toàn chửi bọn tin tức thôi. Thì anh mới biết là ông tại sao lại nói thế nhỉ? Bởi vì nó chỉ đi sau thôi. Mai có tin gì nó đưa lên. Có đúng không nào? Đúng không nào? Ở nhà có đúng không nào? Comment số 1 đi. Nào, comment tiếp 1109 nào. Có đúng không ạ? Và quyền bài ra cho nên nó mới sập đấy. Cho nên ấy, là cái việc học và việc coaching ấy, nó phải được hành, nó phải được tư duy. Sau này các bạn một mình rồi, độc lập rồi, các bạn sẽ thấm. Các bạn có gia đình, các bạn vương trưởng rồi, các bạn sẽ thấm. Các bạn giàu có rồi, các bạn xịn sò rồi, các bạn sẽ thấm. Ừ. Thầy nói thối quá, ngủ đi ngủ ngon à. Sau này em phải nói là em ngủ trước đây em mệt rồi. Chưa chi ta đang nói chuyện lại bảo chúc thầy ngủ ngon, tức là thầy nói như cút đúng không?
Chán mày lắm, đang nói chuyện, đang vào, đang phê. Đang anh yêu em yêu anh. Đấy, ông lại hỏi là ông lại bảo là xung quanh đây mùi thối thế nhỉ, là mất hết cả cảm xúc. Đại diện đầu 13 này. Quên Udemy. Cô trình Udemy. Quả con đề nghị quả quả tìm khách hàng video để xây chỉ đạo mặt. Ok, em mệt rồi, em ngủ đi, lập tức anh sẽ tự nhiên anh sẽ chúc em ngủ ngon luôn nhé. Mười một không chín không tám ra đi trong sự lịch thiệp. Mười một không chín có vẻ 11 về không chín là đậm đà. Rồi, còn 5 phút nữa, comment số 5 nhé. Comment số 5 để ta về 11:09 nào. Comment số 5 đi ạ. Comment số 5 đi ạ. Vì phương pháp này tần số của nó rất cao cho nên là rất nhiều người va chạm vào nó sau đó là vứt bẻ đi. Đúng không? Sau đó là vẫn tiếp tục với cái hành trình của mình cho nên là có những người 10 năm mới ngộ vì nó phải có đạo. Đấy. Các bạn ấy đã sử dụng được rất nhiều các cái hệ thống cháy của tôi rồi, cho nên là các bạn sẽ sớm ngộ thôi. Cho nên các bạn là những người may mắn. Hôm qua có một câu hỏi rất hay là nếu các bạn mà cháy rất nhiều như thế, thì nếu mà được đổi để tiếp cận một cái phương pháp như này và gặp một cái thằng già như này thì các bạn có đổi tiền không? Có đổi không? Có đổi không? Có đưa hết tiền cho tôi không? Có đổi không? Đúng rồi, hôm qua lớp mình đầy người đổi. Vừa mất thời gian, vừa mất tiền, vừa mệt mỏi. Có những người tán gia chi tử, có người bại sản luôn. Rất nhiều thằng muốn đổi.
Và ông già ông rất may mắn là gì, cách đây 10 năm ông Miyachi có dạy ông già. Các câu chuyện kể anh kể em nghe ấy, trong TikTok ấy. Ngày đấy sang đấy với một mớ chữ ở trong đầu, đem một mớ kỹ thuật sang, nó bảo vứt mẹ đi. Mình bảo lại tại sao lại thế, tại sao lại coi thường mình thế. Thế nhưng mà đây là nói được cái video, các bạn comment tôi sẽ được video, nhưng sẽ có thằng nó bảo bị lùa đấy. Tôi đổi ngay, tôi đổi luôn. Vấn đề mình phải tìm được cái người mình xứng đáng mình đổi. Còn đây thằng nó toát nhẹ rồi nó chửi luôn. Đánh lưu cút chứ, đúng không? 3 phút nữa. Em có đổi không? Tú Quyên là nguyện được lùa. Thế Tú Quyên có đổi không? Nếu tất cả cái số tiền em cháy đến giờ, nếu chịu học hành gì cả. Cũng bởi vì nếu có thầy để học, bởi vì loanh quanh quan cấp trên mạng thôi, thì liệu em có đổi không? Có đổi không? Bởi vì sẽ có thằng nó sẽ va vào những cái đoạn video chỗ này, bảo mẹ đổi lần đéo thì tao thích tự tao đốt cho nó sướng. Em có đổi không? Và khi anh cầm tay chỉ việc đó, anh cầm cây bút anh đút bút vào lọ mực, anh viết những cái dòng thư để nói là cháy và không cháy ấy, thì em có đổi không? Nào ông học có cái ông xem tôi nhiều lần rồi đúng không? Lâu lắm rồi đúng không? Ông có đổi không? Ừ, có đổi không? Lại đéo đổi rồi, lại nghĩ lại rồi. Nào có đổi không nào? Cũng viên đâu rồi, có đổi không? Hay là nghĩ lại rồi? Bây giờ học giỏi rồi, lại ân hận rồi. Nó vậy coaching nó làm như vậy. Đổi mà. Đổi cho lại còn ha 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 cái kia là cảm xúc nó không thật. Em đang phơi đồ á. Em đang phơi đồ tức là à anh hiểu rồi. Đang hong đồ. Đổi rồi thì ông học Forex đâu rồi, ông có đổi không? Ông có đổi không? Tôi hỏi lại nè. Đổi không, đổi không, đổi không. Bà cứ vào là tôi bị ngược hướng, cảm thấy mới nhục chứ. Đúng thực ra chúng ta muốn đổi chứ, bởi vì tiền nó chỉ là lá mít thôi, nó chỉ là giấy thôi, có những cái giá nó rất đắt. Chúng ta trading bay cả thanh xuân đấy em ạ. Khủng khiếp lắm. Trong cuộc đời cũng gặp rất nhiều người đi học rất nhiều nhưng không thể đánh được. Chỉ có làm sao đánh được dễ nhất, tư duy tốt nhất. Thế cuối cùng bảo mãi mới được gặp. Và bây giờ đánh cứ ầm ầm ấy. Các bạn có biết bao thằng đánh như này, đầy thằng đánh. Chúng ta đến với không 10:30 đó, 10:30 đột cảnh rồi, chúng ta sẽ thoát cái cảnh này. Chương trình được tài trợ bởi Enantech. Như vậy coaching hôm nay chúng ta đã kể chuyện với nhau rất nhiều về các cái ngưỡng tâm lý, tài khoản to đánh nhỏ, tài khoản bé đánh lớn, tài khoản lớn đánh bé, tất cả cái yếu tố đó nó yếu tố tâm lý và sợ hãi. Sau đó chúng ta có cái việc đan lệnh, các việc nhồi lệnh, đan lệnh, các tư duy, các cái môi trường cũng như là coaching đấy. Nếu ai va vào cái video này, đặc biệt là xem ở Udemy đấy, chúng ta sẽ ngộ ra rất nhiều cái. Và hy vọng là chúng ta sẽ ok.
À, một ngày một mai mốt là tôi đã bật ít khi like lắm, lúc nào tôi like tôi sẽ báo. Đó. À, tôi sẽ phải bay Sài Gòn công tác, hẹn gặp lại các bạn rất nhiều. Hôm nay thì bạn bạn các bạn 1109 comment đi. Chốt 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 ra đi trong sự nghiệp. Chúc các bạn là ngộ được phương pháp và bất bại. Đó là những cái điều mà tôi mong muốn. Nguyện cầu cho các bạn giàu có trí huệ thành đạt sung sướng bất bại. Em tốt 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 ra đi trong sự lịch sự công trình được tài trợ bởi LNT 1109 tiếp tục bám thành, nó sẽ về 0906. Em chỉ cần xem các like của anh đã up đầy hàng nghìn like, 6.000 video. Nhưng hôm nào nó chẳng thế này, cả hôm nào nó không thế này. Ra đi trong sự lịch thiệp. Có 10, có 09 nhé. Chốt, 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 chốt. Chốt, 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 chốt. Ok. Chương trình được tài trợ bởi LNT. Chúng ta đã kết thúc, đừng quên Udemy nhé. Đã kết thúc buổi coaching hôm nay.